Xin chào tất cả anh em chơi audio. Hôm nay Lê Khôi là audio làm cái clip này và quay cái clip này để chia sẻ cùng anh em được biết là thế nào là một con ông ly bãi chưa vệ sinh và sau vệ sinh. Thì cái clip tối hôm qua thì Khôi đã quay lên là con chưa vệ sinh. Thì anh em nào xem clip này mà muốn biết là hàng chưa vệ sinh và vệ sinh rồi thì mời anh em cùng vào clip trước nha, để xem cái hình ảnh, xem cái thực tế là chưa vệ sinh nó như thế nào và sau vệ sinh nha. Thì đây là con âm ly Aquaphay 202 E202 nha. Thì em đọc tắt là 202. Thì tình trạng của nó thì như clip trước đã giới thiệu là nó là dinh toàn tộc, dinh từ A tới Z, hoạt động hoàn hảo nha. Và hôm nay thì đã vệ sinh nha. Thì cũng chia sẻ với anh em là Khôi không có thời gian và cũng không có biết cái cách tắm rửa. Từ hồi giờ là không bao giờ mà sử dụng xà bông để rửa như các anh em khác, nên Khôi vệ sinh lau chùi từng chi tiết một nha. Cái nào cần tháo thì tháo ra mình dọn vệ sinh, cái nào không tháo thì mình để vậy. Thì cùng chia sẻ với anh em là để hoàn thành để vệ sinh tất cả các cái chi tiết của con ông ly này thì cũng mất khá nhiều thời gian, trung bình là từ 2 tiếng cho tới 3 tiếng nha. Đó, máy bay lại bay nở rồi, anh em thông cảm để đợi qua tí xíu nha. Thì đây tôi trà nhưng mà cũng mê uống trà, cái sáng nào cũng làm bình trà để đó đó anh em nha. Rồi bây giờ em trở lại với cái clip nha. Thì vệ sinh một con ông ly này thì mất khoảng thời gian là 2 đến 3 tiếng, nhưng con đẹp thì có thể mất 1 tiếng đẹp hơn. Thì đó là cái rất là cái việc làm cũng nói chung là phải mất nhiều thời gian tỉ mỉ và cũng như là cũng rất là cực hả. Nên anh em chơi hoặc những anh em thợ tay ngang nha thì cũng hiểu và chia sẻ thêm với người bán nha. Tại vì không đơn giản để mình ship một cái món đồ bãi chính tay mình ship rồi mình về mình test, mình dọn và mình đưa lên bán nha. Nên anh em cùng chia sẻ. Nên là khi Lê Khôi Audio nói riêng, tất cả các anh em buôn bán nói chung, thì khi mà đăng một cái món nào đó là bán thân lý thì anh em cũng nên hiểu là cái món đó là cần bán vì cái đồng vốn cần xoay vòng, hoặc là vì một cái lý do nào đó nó không hợp gu của người bán nên cần phải bán. Nên anh em đừng có thả giá, rất là tội nghiệp nha. Đây rồi bây giờ Khôi sẽ quay gần hơn để anh em được xem là sau khi vệ sinh thì nó sẽ đẹp như thế nào. Đó, đây bây giờ em sẽ đưa máy gần hơn ha để anh em cùng xem. Đó. Thì ngày hôm qua là mấy cái tủ này rất là dơ ha, thì hôm nay đã chùi rồi thì rất là mới, kể cả những cái tấm thiết này bên này cũng vậy anh em. Cái này là không chùi nha, cô chỉ chùi sơ thôi mấy cái tủ này cho nó đẹp, như vậy còn bụi dơ này. Các cái bo này rất là sáng anh em nha, sáng choang ha. Những cái phần trong này nó dơ, nó sát quá thì Khôi không có chùi được, tại vì muốn chùi thì phải sạch sẽ hơn nữa thì phải tắm anh em nha. Những anh em khác họ siêng họ tắm, nhưng mà thật ra tắm á, thì nó có nhiều cái vấn đề liên quan, ví dụ như là tắm xong anh em phải sấy khô, không phơi, phải phơi mất rất là nhiều thời gian, phải cân chừng nữa, hoặc là phải dùng máy sấy để sấy nha. Và thứ hai nữa là phải biết cách làm sao để nước không vào tăng phô nha, nên Khôi quyết định là không có tắm nha, và mình chùi lau chùi. Tại vì nói thật anh em là con này cơ bản nó cũng đẹp rồi nha. Đây anh em này còn bụi bặm dơ này, em đây, vẫn còn bụi bặm dơ, em chưa có lau chùi mấy chỗ này mày. Thì những cái phần mà quan trọng thì mình vệ sinh để cho nó có thẩm mỹ thôi, còn lại thì nó vẫn đẹp rồi nha. Đẹp rồi. Thì cái mặt trước thì hôm qua đã chụp rồi, đã quay rồi nha. Thôi bây giờ tôi sẽ quay các cái phần, các cái mặt bên hông bên trong để anh em cùng xem nha. Đó, chi tiết luôn. Máy hoàn hảo, đẹp, dinh từ A tới Z nha. Anh em
yêu thích cái chất âm microphone, yêu thích sâu sắc và cần tới những cái cặp loa khó tính và cần tới những cái con âm ly mà có công suất lớn để trị, thì con này hoàn toàn đáp ứng anh em nha, hoàn toàn đáp ứng nha. Ok đó anh em ha, thì em đã quay các góc cạnh luôn đó. Để anh em cùng xem nha. Đây các cái mặt đít này đó. Sau khi mình chùi rồi thì các cái giắc cắm đều sáng choang rồi. Còn cái này là hôm qua Khôi đã quay rồi, tại vì Khôi đã test clip cũng đã phát trên kênh YouTube rồi. Chùi cái sáng choang này ha, sáng choang hôm qua nhìn rất là ghê nha, nhìn rất là bùi bặm mà anh em cũng sợ luôn không ai dám mua nha. Hy vọng là sau khi mà vệ sinh sạch sẽ thì anh em sẽ xuống tiền xuống lúa ha, sẽ xuống này. Để tí xíu em chỉnh camera em quay gần hơn ha. Đó anh em thấy sau khi vệ sinh thì nó rất là đẹp, sạch sẽ, các cái giắc này rất là đẹp, rất trắng nè. Nó đây, còn cái này là các cái chỉnh tín hiệu đầu vào đó. Nhưng mà cái này thì mình thật sự mình không xài nha. Mình không xài, mình xài bên này có này, speak này. Còn đây là đánh ba cặp loa A, B, C đó. Thì khi mình xài thì mình gặp A cặp B hoặc là cặp A cặp C nhá. Ok. Còn khi anh em sử dụng đây khi anh em sử dụng CD hoặc là cần tới nguồn thì cắm vào đây nha. Con này nguồn rất là lớn nha, đủ điện cho anh em sử dụng các cái thiết bị khác nha. Rồi bây giờ đây, cái này các góc cạnh này đã quay rồi thì chắc cũng cần quay lại. Bây giờ sẽ quay cái mặt của nó ha, quay cái phần cái mặt của nó thì em sẽ đưa camera xuống nha. Đây giờ cắm điện lên cho nó đẹp nha, anh em đợi tí. Đó, anh em nghe cạch cái là rồi lấy đóng ha. Đây đó, đã quay cận chi tiết ha, anh em yên tâm mua hàng, máy hoạt động hoàn hảo, các cái núm này đều là núm zin hết nha, không lai tạp nha. Đây dạ. Ok rồi, bây giờ còn một phần cuối cùng nữa là cái mặt đít nha, thì em sẽ quay luôn cái mặt đít cho anh em xem. Đã tháo đó rồi, đây đặt cái mặt đít cho anh em xem ha. Đó, đã tháo hết thì quay hết luôn, không có gì phải ngại hết anh em nha. Mặt đít thật cũng sọ này, nói chung cái phần dưới thật sự nó không quan trọng, nhưng mà lúc nào nó đẹp hơn mặt trên nha. Mặt dưới này em hoàn toàn không vệ sinh vì nó có cái nắp tre, nhưng mà nằm dưới nên là đây này anh em, nó có cái đường cái điểm tiếp xúc của cái nắp. Rồi, vậy thì tới đây thì clip của em cũng xin được kết thúc nha. Để làm một cái việc khác. Rồi, đây. Này có nắp đầy đủ nha anh em. Đây, cái này là nắp dưới nè, chân zin nha. Nắp dưới chân zin. Rồi, còn bên này là nắp trên. Hai tấm nè. Nắp thì chưa vệ sinh, rồi nắp ngoài nó không quan trọng. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Thì anh em yêu thích kênh của Lê Khoa Audio thì anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật nhiều hơn các cái sản phẩm khác đến từ Lê Khoa Audio, cũng như là để ủng hộ cho kênh của Lê Khôi ngày càng được phát triển. Thì Khôi xin nhắc lại là các cái kênh mua bán hiện tại của Lê Khoa Audio gồm có, thứ nhất là số Zalo là số này 0962 828384. 84. Thứ hai là kênh Facebook cá nhân Lê Khôi hoặc Khôi Lê Đình. Và đặc biệt là có một cái group chợ loa âm ly bài Sài Gòn. Cái group cái chợ này do chính Khôi sáng lập, hiện tại có hơn 46.000 thành viên đã tham gia trao đổi mua bán. Anh em rất yên tâm khi mà giao dịch với Lê Khôi Audio. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em một ngày mới có tốt lành, có nhiều sức khỏe, làm việc tốt thì kiếm ra tiền, thì lúc đó
có tiền mới có để chơi audio. Xin chào và hẹn gặp lại.